Hello, vợ chồng Nhi xin mến chào ông bà cô chú bác và anh chị em thân mến. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, luôn bình an và thành công trong cuộc sống. Hôm nay thì ngày 27 tháng 11 năm 2023, vợ chồng em thì lên phiên tòa. Bữa nay vui lắm nha quý vị. Rồi có người rủ mình ra thách thức mình, hỏi mình có dám lên tòa không? Hai vợ chồng mình đúng không? Có người thách mình đó không? Là hai em. Hai cái đứa bà xạo á. Bà xạo, hai đứa bà xạo. Hai đứa bà xạo, một nam một nữ á. Rồi sao em? Trời lên. Trời lên tòa nha, thì sẽ quýnh mình nha. Trời nó có cái cây gì 308 nữa chứ trời. Nè. Ê. Bây giờ sợ sợ đúng không? Ê, anh còn ngồi đây. Anh còn ngồi ở đây nè, buddy. À, bữa nay anh tới tòa rồi á, anh còn ngồi ở đây nè. Không? Bữa nay á anh lên tòa đó là lật mặt hai bờ bay. Ok? Lật mặt kiểu nào là cũng như lật mặt cái kiểu mà chăng lê nó nói nó về Việt Nam đúng không em? Đó, bữa nay em có gặp nó không em? Gặp. Mặt sao em bữa nay? Nó nay nó bận cái bộ đồ khỉ, áo khỉ mà cái thời mà thập niên 80 á. Rồi cái áo khỉ như mấy con khỉ mà đuôi dây điện trong lần vậy. Bận áo khỉ, thập niên kiểu xưa kiểu cũ phải không? Ra bận vô đi lên tòa, không ai nữa. Y như mấy em tưởng đâu là nó trong cái rừng sở thú vậy á. Mấy áo khỉ á, nó bận. Thì hôm nay á mình lên vô tòa xong rồi thì mình gặp được để coi, anh gặp được anh Mí, em Cường. Đó, xong rồi gặp được Lily với Linda hai mẹ con rồi cái chị mà cái gì Thailand Noodle gì á. Đó chị đó là chủ của em Cường, anh Don nữa. Gặp được anh Don bữa nay. Gặp được anh Don xong gặp để coi bên Hằng có bà có ông Danh bên đây phải không? Như đây thì bên Hằng Lương Lợi có ai em? Ông Danh với bà Hương. Có ông Danh với bà Hương. Ngồi ông Danh thấy ông ngồi ông sụi đơ, ông ngủ luôn. Ông nhắc nói gì xuống, đúng rồi biết không? Ông sụi đơ luôn. Thì bữa nay mình lên tòa mình muốn cho khán giả mình biết là mấy nay Le Le nó có lên tòa. Nó không phải ở Việt Nam nó xạo đó, nó ba xạo đúng rồi đúng không đó. Vợ chồng em lên nói rồi, nó biết con này nó ba xạo mà ai mà đi về Việt Nam mà không có đi quay cảnh Việt Nam mà quay trong tường không. Trời, cảnh Việt Nam quá trời, cảnh phải về phải review ăn uống chứ. Ở đây nó đi ra ăn uống một cái tô phở chỉ hai người ăn mà nó còn review nữa, mà nó đi Việt Nam mà không đi chung đông vui quá trời. Ủa mấy thằng coi như là quận 8 gì đâu, Cần Thơ gì đâu, mấy người đó đâu không đi ra quay phim chung cho vui mà hết đó, mà đi qua vô tường. Bởi vì ba xạo, bởi vì nguyên một cái đám mà cũng ba xạo theo á anh, đi ủng hộ cổ xí cho ba xạo phải không? Còn bởi vì mấy khán giả bên mình là toàn thông minh không, mà ai đi cổ xí cho mấy người ba xạo. Bởi vậy anh nói cho em nghe, anh đi mấy cái tòa đó là cái ngày mà quan trọng nhất đó. Mới đi. Em mới đi, đúng rồi. Tại vì em muốn anh cũng muốn bỏ mấy cái thời gian mà không làm được cái gì, đúng không? Bữa nay mình làm được gì được, em? Bữa nay mình lên lật mặt được, đúng rồi. Người đó làm mặt được bà xạo. Đi cũng đáng cái thời gian không? Cũng đáng một chuyến đi để cho khán giả biết đúng không? Tại vì có người nó nói hai vợ chồng mình á, khách hai vợ chồng mình cứ đi lên tòa hoài biết không? Đó. Nè, bữa nay lên tòa rồi á. Rồi bà đi làm được cái gì anh không? Trời, lần này cơ hội lần thứ hai hẹn người ta rủ người ta lên. Đúng rồi. Nó xử người ta mà không dám làm gì hết trơn, người ta cũng còn sờ. Hai lần nữa, thứ hai cơ hội lần thứ hai nha, đừng có rủ nữa nha. Mất mặt lắm á. Đó, chị hai, chị ba, chị cả gì đâu. Đội quần chung với body rồi đó. Đó. Vui quá luôn á em, bữa nay anh cũng vui lắm. Tại vì có người á bữa nay á nó lên tòa em. Xong cái tòa chưa xong mà nó đợi. Nó là xúc anh luôn em. Trời ơi. Nó giả bộ đóng phim một đứa thì đời. Cái thằng đó, thằng bò đi á, thằng bò đi á, bò hung á. Trời ơi, nó đời quýnh anh. Nó đời quýnh anh. Mà con nhỏ kia giả bộ cản. Đúng rồi. Mà nói chung cản không cản gì cũng không dám đụng ra con lông của người ta đó. Sao dám? Sao dám? Trời ơi, anh là sẵn sàng luôn rồi đó. Nó là sao dám? Đúng không? Trời, nó nhiều người xúc bọt nó lắm. Bữa nay đâu có ai đi với nó đâu, có hai đứa nó. Hai con bà xạo đi đâu chứ có ai đâu. Đúng đi rồi. Trời. Em nói rồi, không ai mà xúc bọt nó hết trơn á. Nó chỉ xạo thôi, nổ thôi.
Không những này vui hả anh ha? Vui, anh vui lắm. Bởi vì anh làm cái clip này liền luôn á, cho tụi nó nghe được em. Với cho khán giả mình vui á, mấy em hiểu không? Biết không? Trời, nó con le le nó tưởng đâu á là nó lấy vớt được cái thằng này nó ngon lắm không? Mà thiệt, mà nó vớt cái thằng này ngon hơn thằng chồng nó anh. Anh biết tại sao không? Tại vì cái thằng chồng nó lấy á, là á, thằng chồng nó là homeless. Còn cái thằng này nó không phải là homeless. Thằng này nó là ăn welfare. Hiểu không? Nó không đi homeless xin tiền ngoài đường. Đó, nó được lên một cái level là coi như là nó không có đi xin tiền ngoài đường. Nó chỉ ăn welfare thôi, hiểu không? Ăn tiền bệnh thôi, hai đứa nó ăn tiền bệnh. Bởi vì nó như về một phe với nhau. Mà anh nghĩ ra bữa nay nó quên uống thuốc em, tại vì anh thấy cái hai cái tay nó gùng. Đúng rồi. Hai cái tay nó gùng lắm. Hay là nó tức. Hai đứa cũng gùng. Con ele thì nó cầm cái tấm giấy hả, nó cuốn nó giờ cuốn không làm gì ai hết trơn á. Nó tức quá, nó thấy nó thấy được hai dòng mình vô tòa đúng không? Đúng rồi. Nó gặp mình nó gung liền luôn không? Tại vì nó biết nó không làm được gì mình hết trơn á. Không, nó hẹn mình tới chứ biết mình làm mình nó gung quá. Nó mình tới làm gì ta? Chắc nó muốn hủy địch á, không? Con ele nó muốn liếm đít con xã em. Mà không được nha anh, không được nha. Cái miệng nó còn thối hơn cái miệng còn thối hơn cái gì nữa đó, không được cho nó liếm nha anh. Nó mở cửa nó chỉ được liếm body thôi. Bởi vì cái miệng nó rất là thối. Ông xã em ấy coi gì chứ á, thơm lắm, còn cái miệng của nó thối quá, để dành cho nó liếm body được rồi. Trời vui quá. Trời, nãy anh thấy trời ơi, đòi nó xúc anh nha, trời ơi. Anh sợ quá em, trời ơi, anh quá sợ nó luôn. Sợ quá trời luôn. Mà anh vẫn còn ở đây em. Ủa, nó có cái cây gì 308 bắn từ xa luôn mà. Đúng rồi. Nhắm từ xa luôn mà, ủa sao mình còn đi hỏi đây vậy? Ủa, từ xa của nó hay quá, sao mình còn hỏi đây sờ hay vậy? Trời ơi, thì 308 của nó nhắm từ xa luôn mà mình còn ngồi sờ vậy. Đêm mà khè. 308 nó chỉ là đưa vô cái lè lè 31 thôi. Vui quá quý vị ơi. Trời đó, con lê lê thèm cái cây đó đúng không? Đúng rồi. hai đứa này ăn từng bệnh mà đi lên nói chuyện nổ. Bởi vậy khình đó, ai mà nghe nó. Khình mà mỗi nay á, mình lên cái tòa này anh cũng biết ra sao rồi. Cái tòa này anh cũng biết cũng kế tiếp nó cũng còn tiếp tục em ơi, đúng không? Nó không có, cũng không có quan trọng đâu, mà bữa nay mình lên cái quan trọng nhất là mình phải lật mặt cái lè lè 31 đúng này rồi. Nó nói nó về Việt Nam đó, mà mình biết nó không có về Việt Nam, anh biết mà 100% luôn, thấy không? Anh nói em mà, thấy không? Bởi vậy mình phải đi, thấy không? Tại vì người ta thách mình nữa, biết không? Phải đi đó, mình đi để cho khán giả mình sao em. Để khán giả biết phải không? Mạnh giả lên biết. Đó. Các khán giả mình vui. Đúng rồi. Chứ không phải là mình á là ơi nó thách thức mình cái mình không dám ra. Trời ơi, người ta đi làm phải không? Vợ chồng người ta đi làm. Đúng đó, rồi. Giải như đi làm chứ là phải rảnh ăn welfare với nó đâu. Đúng cái rồi. Nào cũng còn hỏi chỏ vô cái mặt chỉ vô để làm gì? Nó đứng chỏ chỏ cái nào cũng tham gia tham dự vô biết chị không? Có cũng nó không cũng nó có biết chị không anh? Cái gì cũng tham gia để câu sụp đó. Câu sụp câu like hả? Đúng. Trời ơi, thèm thấy mồ luôn. Nói á, đi á, lật tẩy á, con lưng lẹo mà có lật tẩy lưng lẹo đâu. Toàn để lên kiến chuyện cái với vợ chồng. Mà bữa nay nó lên tòa nó làm được cái gì em? Cũng là ngồi đó thôi. Không? Ngồi đó thôi. Ngồi đó không? Ngồi đó tức thôi em, không có làm được cái gì hết á. Nó ngồi chứ, nói chứ là ngồi chứ là nghe thôi, ngồi nghe. Cũng thì như mình thôi, gì mà nó còn nổ nữa, nó phải có cái này là vô cái tòa này là coi như là phải cái người nào phải có coi như là đại diện hay cái gì mới đúng vô rồi. Đó. Ở trời. Mình đi vô đó. Đó, đúng rồi. Đúng là có mà xạo. Mà cái vụ tòa này sẽ còn đi tiếp nữa quý vị, chưa xong, còn tiếp nữa. Thì á để lương nó sẽ lên tiếp nữa, mà con lương nó lên thì nó có luật sư, mà đâu sao đâu, dù gì cái tiền luật sư á thì nó cũng là ăn chặn tiền của Mạnh Thường Quân cũng nhiều rồi, 3 năm hơn rồi á. Mấy tiền á Mạnh Thường Quân kêu gọi rồi vô nó cũng giữ tiền của anh em vô cư á. Vì nó phải trả tiền lại cho anh em vô cư thôi, còn không có lên hoài luôn. Mà trước sau cũng phải trả. Ha. Mà lên tòa nó muốn tòa, nó lên tòa mỗi lần lên tòa như nó phải muốn luật sư. Mà luật sư như vậy á phải trả tiền đúng không? Thì đó cái tiền ăn chặn đó mà, tiền phi mà, tiền của Mạnh Thường Quân mà, đó gán mà trả từ từ nha. Rồi cái tiền mà giữ tiền của anh em vô cư á trước sau gì á ha cũng phải trả cho người ta thôi à. Đó. Còn dài lắm, con lương lẹ này còn dài quý vị. Mà nghe nói Birdie nó nói
cái ghét nhất là hai vợ chồng mình đúng không? Ừ. Đúng rồi. Ừ. Lúc này nó nói vậy đúng không? Ừ. Dĩ nhiên nó phải ghét rồi đúng không? Tại vì hai chồng mình nói sự thật anh biết không? Đúng. Nó xạo, nó phải ghét mấy người nói thật rồi. Đúng. Bữa nay tức lắm á, bữa nay nó tức lắm á, bữa nay. Ừ. Bảo đảm nó ngủ hai đứa nó không có ngủ được luôn em. Chắc vậy. Ừ. Rồi tức quá chắc phải ăn cờ trừ rồi đó, ăn cờ của hai chồng mình, ăn cờ của các anh chị em nhà mình nè. Ừ. Không? Ăn cờ của anh trên đường chết xịt nè, của anh của ta rồi đó. Của Ngô Lý nữa. Đó, bạn Hiền Ngô Lý, của chị Mai Hồng nữa, mình nữa, đúng rồi. Giờ chị Hương nữa, ăn cờ của mấy anh chị em mình trừ. Con giờ chị Châu Lê luôn đó, ăn cờ của mấy chị mình nữa. Đúng rồi, chị Mai Hồng nữa đó. Công nhận không vui có làm được cái gì hết. Buddy, mày thấy nhục chưa? Mới nay đừng có hẹn đó. Nữa nha, nghe đó, mày chưa? Thấy chưa lâu lâu anh biết không, mày không có cần hẹn nữa, tao cho mày hai cái câu hỏi nói, rồi em cứ này nó nói là người này nó kêu người ta chó, kêu ta chó không à. Mà anh biết không, anh biết là chó là ai không? Có lần anh thấy nó đang đi đêm á, mà con mèo qua ngoài đường á anh. Con mèo á, thấy nó mà con mèo chạy thường thường anh á, em nghe thường ta nói vậy nè, chó với mèo phải không, là coi như hai con nó hay á, khắc với nhau, khắc khẩu với nhau đó. Tại vì á, hai con cũng là được một chủ nhà nuôi, chó với mèo là được nuôi trong nhà, được là thú cưng anh biết không. Thì á, nó kiểu như hai con nó đều muốn chủ cưng nó hơn, thì đương nhiên hai con nó gặp nhau nó hay khắc với nhau lắm. Đó thì á, thằng bò đi á không, Phạm Mạnh Sĩ Phách á, nó là con chó cho nên con mèo thấy nó là con mèo chạy đó, nó nói người ta chó mà thực sự nó là con chó. Còn con Le thì nó người ta là con cá dồ, cá cha, cá gì đó ha, mà nó là cái nó hổn lắm anh, nó chửi cái dạ, dòng giống tổ tiên cá cha cá dồ là tổ tiên của nó đó. Tại vì nó tên Trang, chữ Trang thì biết bà có bán nghĩ đi. Trang là tra tờ ha, chữ T đầu rồi tới chữ R rồi tới chữ A là tra đó. Là tra đó. Nó là hạ con của hạ, nó là con cá cha là tổ tiên của nó. Mà nó đem ra nó nói nó hổn lắm anh biết không. Đó nó là hạ con cháu của cá cha mà nó đem ra nó kêu cá cha cá dồ, nó hổn dễ sợ luôn. Ba mẹ nó cũng biết nó là hạ dòng giống cá cha táp cờ đó cho nên nó đặt nó là trang nó tra đó. Không vui thiệt rồi. Bữa nay hôm nay câu chuyện lên tòa ngày 27 tháng 11 2023 là sẽ kế tiếp đúng không? Đúng rồi. Rồi. Thì hôm nay mình lên chia sẻ như đây trước nha. Ok. Hôm nay vợ chồng em chia sẻ bà cô chú bác tới đây trước nha, và hẹn gặp lại vào video tiếp theo sau. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, luôn bình an và thành công trong cuộc sống. Hôm nay thì là vui. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà. Thank you. Bye bye.